Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày 28 tháng 3 2022 Chúng ta tiếp tục học tập Quyết chí một đời Vạn sanh cực lạc quốc Học đến tập 139 có một công đoạn Ấn Tổ ngày dạy những điều thiết yếu về lâm chung quý vị. Công đoạn này tất cả những người nghe đạo hay không nghe đạo biết tu hay không biết tu gì thì cũng nên nghe để mà học để mà mình giúp ích cho người thân của mình từ ông bà cha mẹ anh chị em khi lâm chung sắp đến giúp làm sao để lợi ích xác thực cho người thân của mình mà giúp được lợi ích cho họ được siêu thoát. Việc này những đức tin chắc rằng tất cả con người ai cũng muốn làm việc này nhưng do mình không hiểu. Bây giờ những lời dạy này của tổ sư dạy chúng ta nên để ý. Cửa ải lâm chung thật là khẳng yếu. Đời có kẻ ngu Lúc cha mẹ quyến thuộc lâm chung Bèn khóc lóc Vật vả Tắm rửa thay áo Chỉ mong đẹp mắt người đời Chẳng nề di hại cho người đã chết không. Ăn tổ ngày gầy thế chứ Nên nói cửa ải lâm chung thật là khẳng yếu là quan trọng Ngày gầy những người mà không hiểu này Đời của kẻ ngu Hại cha hại mẹ hại thăng bằng quyến thuộc mà mong đẹp mắt người đời mà đi hại người thân không à ông bà cha mẹ người thân vừa mới mắt một cái là quyến thuộc khóc lóc không à. khóc lóc rồi vật vả là nắm lôi kéo khi ông bà cha mẹ sắp mắt cái nắm kéo lôi vật vả tắm rửa thay áo không biết niệm phật để giúp đỡ mà toàn là hại không à đức phật nói con người sắp chết như con rùa bị lột mai sự đau đớn cực kỳ đau đến cả cái chuyện mà chúng ta hộ niệm mà còn phải ngồi cách giường khoảng cỡ thước rưỡi hai thước không được ngồi gần Thí dụ như bình thường gì một một cái quạt gió nó quạt ngay mình một cái. Mình thấy bình thường nhưng mà người ta gần chết. Một cơn gió nhẹ thôi thì cũng như một cơn bão quý vị nghĩ đi. Thăng tứ đại rã rờ, thăng tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Thì xương thịt mình cũng như đất đi. Rã rời sụp đổ cái cảnh giới mình thấy như là sụp đổ như một thẳng núi sụp đổ vậy. nước như là bão tố cuồng phong cuồn cuộn gió ầm 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 lửa sự nóng bức không tưởng tượng được đốt cháy từ cái tâm thức thăng tứ đại đã rời cái sự đau đớn cực điểm sự mê hoặc điên đảo cực điểm nên con người lúc còn sống cần phải gây dựng tính nguyện niệm phật thường niệm phật nên đó, đại lão ở à thượng tiên hóa ngài nói một câu vì sao mỗi ngày thường niệm phật vì mỗi ngày thường niệm phật là tập thành thói quen niệm phật để khi lâm chung tâm trụ vào câu phật hiệu để cầu sanh cực lạc được nếu như mỗi ngày không niệm phật thì khi lâm chung sẽ quên câu phật hiệu Đấy không nên mỗi ngày càng nghe Để gây dựng tính nguyện niệm Phật Để khi lâm chung Được có nhân viên người hỗ trợ hộ niệm Nên ông bà cha mẹ người thân sắp mắt Chúng ta tập trung người hộ niệm đó là giúp Khi mắt đòi tiếp tục niệm Phật Hộ niệm Ít gì cũng là 12 tiếng Chùa mình là 24 tiếng Còn bây giờ người thế gian không hiểu đạo khi ông bà cha mẹ chuẩn bị mắt Thì chúng ta nắm tay nắm chân vặt vã Khi mắt rồi bắt đầu là mời thầy bà đến coi ngày giờ để tẳng liệm Chôn cắt Giờ dắt làm sao để cho nó được tốt Toàn là mình nghĩ gì mình không mà không có nghĩ cho ông bà cha mẹ Nó nắng tổ ngày mắng những con người này là Đời của kẻ ngu Lúc cha mẹ <laughs> Quyến thuộc lâm chung bèn khóc lóc vật vả tắm rửa thay áo Chỉ mong đẹp mắt người đời chẳng nề di hại cho người chết Đó. Nên không hiểu gì để giúp đỡ cả Nên tại sao những người già người ta về đây để người ta ở Vì người ta biết con cháu không biết làm việc gì để giúp đỡ Toàn là hại không à Nào là chấp điếu, nào là làm đám ma, sát sanh hại vật Linh đình ăn nhậu bê tha ăn tổ nghe nói giống như người té giếng mà luyện đá theo ông bà cha mẹ người thân té giếng mà mình luyện đá theo <laughs> sống ở trong cái cuộc đời này thật sự mà nói nó hư tình giả ý vậy thí dụ như bây giờ còn sống thương yêu giúp đỡ đi hay là có khi còn sống không có thương yêu giúp đỡ gì nhưng khi gần chết thì lại khóc lóc kêu gào <laughs> thương tiếc Thương tiếc chưa được bao lâu Thì có khi chồng đi kiếm vợ khác Vợ đi kiếm chồng khác Mình không siêu thoát Mình làm cô hồn đi về Cho họ thấy thì họ sợ ma Có những người còn tệ hơn nữa Là nhờ thầy bà để Yếm cho không được Linh hồn đến để mà Cho mình gặp nữa có những con người làm như vậy luôn đó quý vị Từ nơi đó thì quý vị biết rằng là ở cái cõi đời này Chúng ta vì gia đình mình đã tạo bao nhiêu nghiệp trước Khi mình chết rồi thì mình mới thấy hối hận vô cùng Tạo bao nhiêu là cái nghiệp Đi đọa tam đồ ác đạo Nhìn vào cái Nghiệp kính đài ở dưới âm phủ Thì nhìn từ khi còn nhỏ cho đến khi chết Tạo bao nhiêu là nghiệp chứ Từng lớp từng lớp như hình ảnh Rồi bây giờ thăng bằng Nguyễn thuộc mình dùng của cải Ăn xài hư hỏng <laughs> Vợ mình ngày nào bây giờ đi có người khác Dẫn đàn ông về nhà Nhìn thấy cảnh đau lòng vô cùng Còn con mình con trai con gái Hư hỏng bê tha Cả đời có người tạo ra một cái sự nghiệp của cuộc đời Lúc còn sống giống như là quy hoàng vô cùng Nhưng khi một hơi thở thở ra không hít vào Cái gì là của bạn Cuối cùng chúng ta đi đọa tam đồ ác đạo Người thân con cháu không nghe đạo không hiểu đạo Vì bản thân của mình cũng không tiếp nhận đạo Khi mình gần chết con cháu vất vả nó Nắm tay nắm chân lôi kéo Khóc lóc Ôm sờm Làm cho linh thức người này đau đớn khổ đau Săng hẳn sự khổ đau của linh hồn này vô cùng nặng nề Không có tu nhân tích đức Không có làm việc gì Trong 49 ngày để hồi hướng Mà toàn tạo nghiệp thêm Mỗi từng thắt đều là sát sanh hại vật Để mà xả xuống thêm Ăn tổ hay nói kẻ té giết Mà bây giờ còn luyện đá theo Vậy mà nói là giúp quý vị Nên người thế gian rất là nhiều người Không biết cách như thế nào Để giúp ông bà cha mẹ nên nhiều người già nghe đạo người ta tìm con đường giải thoát người ta đi Vì biết con cháu người thân Không biết đạo Nên không thể nào lo lắng cho họ được Còn quý vị coi có những người già Như những đất nước Tăng tiến như nước ngoài đồ Nước Mỹ đồ quý vị coi Phần nhiều tới tuổi già vô diện dưỡng lão Người xưa người ta nói tuổi già quay quằn bên con cháu Một gia đình sống an vui hạnh phúc Xã hội càng ngày càng phát triển Có người già đi vô viện dưỡng lão ngồi cho họ ở trong đó Nên có những ngôi chùa mà nuôi người già Mà những ngôi chùa niệm Phật mà có tâm quyết Thương yêu lo lắng các cụ già Bồi dưỡng bổ túc về cái tâm thức Để sáng suốt để niệm Phật Để về cực lạc Đây là đại phước báo Đại nhân duyên mà chúng ta được gặp Đại lão ở Thượng Tình Không này nói rằng Ở trong viện dưỡng lão giống như ngồi ăn để chờ chết vậy. Người ta đem đồ ăn vô là cứ ăn đi ăn đi Ăn giết mặt khờ hết chết đi đọa tam đồ ác đạo. Vì coi một đời con người đi qua thiệt là uổng công vô ích. Nó không có một ý nghĩa gì đặc biệt cả vì coi. Suy nghĩ đi. Nên cả đời con người phần nhiều là đi tạo nghiệp. Nên tổ sư nói rằng con người ta có để già đi trong bận rộn, mấy ai buông xuống trước khi lìa đời thấy không? Phải công nhận quý vị. Ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi. Phải để già đi trong bận rộn không? Bây giờ hàng Phật tử mỗi ngày nghe như Đức nói chuyện nè. Thì bình tĩnh suy nghĩ coi. Là chúng ta quay quần trong cái vật chất của cải không Không cho chúng ta thời gian rảnh rỗi luôn Nếu như ngày nào mà cũng không có hai buổi nghe Pháp này Thì phải bị bỏ đạo Hồi sáng như nữ gặp một cái chú này Ông gặp như đứa con nói một câu Lúc trước á Thường đi đến chùa tu siêng năng tinh tấn vô cùng Tâm trạng an lạc thoải mái Sau này Con nghĩ con tu ổn rồi con ít đến chùa Xong đó, con cũng ít nghe Pháp Bây giờ lo kiếm tiền Bây giờ tâm trạng nặng nề và sân si quá thầy ơi Xin thầy cho vô đây ở tu 10 ngày đi Tâm trạng nó được thoải mái lại Nhưng Đức có nói với chú này Nhưng Đức nói một câu Chú phải biết Các con người làm ăn phát đạt đó là do gì cái mặt tâm linh của nội tâm mình nó thoải mái có người kia nó thoải mái an lạc thì nó làm ăn đối tác nó mới thích mình. Người ta mới chịu làm ăn với mình. Còn bây giờ cái mặt tâm linh về nội tâm của người nặng nề, gương mặt đó, buồn chán, người ta gặp mình là người ta không muốn làm ăn với mình nữa. Cái buôn bán mà nhìn gương mặt nó nặng nề ai mà mua đồ quý vị. Con người buôn bán là gương mặt tươi vui mà muốn gương mặt tươi vui, nó không phải giả trang mà là nó phải từ cái tâm của mình thoải mái an lạc. Mà muốn tâm được thoải mái an lạc thì phải nghe đạo tu nhân tích đức nên cái việc mà tu nhân tích đức Cái việc mà tu hành lễ Phật niệm Phật Là cái việc này cái việc hỗ trợ rất lớn Cho cái cuộc sống làm ăn trong cuộc đời của mình Lúc còn sống Và khi mất thì cũng nhờ cái nhân này Mà kết thành cái quả Chúng ta được Phật ấy đà rước mình về cực lạc Quý vị coi Nó quá lợi ích lớn luôn Tại sao mình không làm Cái lợi ích, ích lớn như vậy mà mình không làm Nên bây giờ Hà Phật tử khắp nên nghe rất rõ ràng Phải là chúng ta cứ quay quần quý vị công nhận không tu hành cũng phải biết sắp xếp thời gian phải lo tinh tấn sắp xếp thời gian mà tu không biết sắp xếp ai sắp xếp cho quý vị ai ăn nấy no ai tu nấy trứng bây giờ chồng vợ con cháu như một hơi thở thở ra không hít vào ai lo cho mình ai giúp mình lúc mình còn sống mình không chịu lo tu hành lúc thọ mạng đến bất tử chúng ta đọa tam đồ ác đạo chúng ta kêu chờ kêu đắc cũng không ai nghe nữa. hiểu không nên con người nghe đạo là con người biết thương mình mới thương người ta được Nó có một cái cô này Cô đi chùa tu Con cổ đứa con gái cũng đi đến chùa tu nó còn nhỏ Đưa nó chiếc điện thoại để nó học online Tự nhiên nó bấm vào cái trang mà ở bên Hàn Quốc mà mấy đứa con gái mà bận quần cục cục á Nó nhảy nhạc á, thì bắt đầu con bé này nó coi cái rồi nó nó nhìn theo, nó đứng nó nhảy theo Thì cô nói trời cô nhìn ấy, cô, 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 cô ngạc nhiên ghê Không ngờ con cô nó coi vô hình đó mà nó nhảy theo Nhưng Đức nói, tờ ơi cô ơi Con người mình học ác thì dễ lắm chứ, học thiện thì khó Nó gặp duyên không đồng Nên con từ khi còn nhỏ mà nó nghe đạo cố gắng bổ túc cho nó Sau này nó bị lắng áp từ cái xã hội ấy nó khó tiếp nhận Phật pháp lắm mình gieo cái duyên mà không biết chừng nào nó mới nó mới chịu miết luôn nên càng gieo càng bổ túc những đức nói người làm cha làm mẹ bây giờ có những người không hiểu đẩy con vào cái quỹ đạo khổ đau mà chính bản thân mình cũng bị nó dằn vặt phải chi từ khi còn nhỏ đừng có đặt câu nệ về cái vấn đề về sự nghiệp gì lớn lao chỉ cần cho nó tiếp nhận giáo dục sống hơn đơn thường chút đi. Ừ. Nghe đạo biết niệm Phật biết tu, sống đơn giản bình thường. Sau này nó có thể nuôi dưỡng mình mà nó sống có đạo đức, sự nghiệp nó cũng thiếu thốn, vì sao? Vì nó có phước nên nó có sự nghiệp. Nhiều người làm cha làm mẹ bây giờ lại dung dưỡng cho con để mà con có được học vấn cao, sau này không thua xúc người ta. Nhưng không ngờ con mình nó lại bị hư trong những cái cuộc chơi mà nó bị sa đỏ cuối cùng bây giờ quý vị muốn kéo nó ra kéo cũng không được tại vì nó lao vô rồi nên nó, tuổi con nít mà nó đang tuổi lớn 10, 10 tuổi mười mấy tuổi là nó đang tập thành rất là nhanh nó đang tìm hiểu quý vị tâm sinh lý đang phát triển tìm hiểu nên từ nó nó nhìn những hình ảnh trong mạng này kia đồ là nó mê lắm nó những cái hình ảnh mà nam nữ đồ những hình ảnh mà khiêu gợi được nhạc nhảy nhót rồi nó, nó mê nó làm theo nên từ nơi đó cái việc học online mà cầm điện thoại là khó ai mà vượt qua nên tại lão hòa từ không nói đó là con ma con quỷ trong nhà mình cái đó là con ma con quỷ nó dạy con người ta hư hỏng con nít từ khi còn nhỏ đã biết được cái việc chăn gói này kia chứ do dạy mà ra nó phim ảnh này kia đòi trị dạy mà ra hình ảnh làm rung động lòng người dạy mà ra nên đó, con người học thiện đó, nó có thời gian để bổ túc dữ lắm còn cái học ác thì ác trong tâm mình nó đầy nó nhiều quá nên nó vừa gặp cái là nó 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 học rất là mau nó học cực kỳ mau luôn cái ác chỉ cần nhìn sơ qua là biết làm liền còn cái thiện phải cần được bổ túc dữ lắm nó mới từ từ nó mới mới sanh thiện được quý vị nên nó có con cháu từ khi còn nhỏ bổ túc cho cái việc nghe đạo tu hành cực kỳ quan trọng còn ví dụ như mình gặp con mình nó không nghe Nó không tiếp nhận Nó hỗn ẩu Hay nó tiếp nhận Phật Pháp rồi mà sau này nó hư vô cùng hư Mình cũng đừng nên mất tính tâm với Phật Pháp Tại vì sao? Vì con người á, gieo thiện duyên thiện căn Nhưng mà để tiếp nhận thì đó là một vấn đề nữa quý vị Mình gieo cho người ta nhưng mà để người ta tiếp nhận Người ta hành trì luôn thì một vấn đề nữa Chứ đâu phải là được ở trong chùa Hoặc là được đi đến chùa Rồi sau này mình nghĩ nó là thiện đâu, Chưa chắc đâu chỉ là gieo thôi nhưng cái sự tiếp nhận quyết định Cả đời để mà gây dựng theo Thì cái việc này là cả vấn đề Có khi những người người ta dù ở trong chùa Nhưng ở trong chùa có lệ vậy thôi Nhưng mà người ta khó thế nào tiếp nhận được cái giáo pháp Thì khi người ta bước ra đời lại Người ta tiếp tục ta cũng hư hỏng Nhưng mà cái thiện căn được gieo Từ câu vật hiệu và nghe pháp nó vẫn không mắc Nó gieo cái duyên đắc độ về sau vậy thôi Còn chính bản thân chúng ta là người lớn Người có góc độ sâu Chúng ta phải lo tu cho thật là tốt dù cho gia đình như thế nào mình phải lo tu cho tốt Tại vì sao Vì mình biết đời này nếu mình không được giảng sanh Thì mình cũng đâu có giúp được thăng bằng quyến thuộc mình đâu Nên mình phải cố gắng mình tu Đừng bao giờ mất tính tâm với ai chứ Có những người người ta tu rồi mà khi người ta không tu Người ta còn sai hư hơn Là người ta chưa tu nữa Hiểu không nhưng mà cái thiện duyên đó đã gieo rồi thì không có mắc Cái lợi ích cực kỳ lớn Đó là thiện duyên đã gieo rồi Nên mình chỉ cần có một cái tâm vậy Và có một cái tư tưởng tùy duyên thì quý vị, vị sống rất là an vui tự tại, nó không bị thất vọng, nó không bị thất vọng. thí dụ như giờ những đức mỗi ngày hướng dẫn quý vị, rồi mỗi ngày, từng chủ nhật quý vị đi đến đây gặp những đức nói chuyện vui vẻ vô cùng, có nhiều người người ta rất là quý những đức, nhưng mà có khi những đức hôm nay đang ngồi nói chuyện với quý vị, nhưng mà biết đâu một ngày nào tự nhiên những đức mất tiêu không còn nữa sao? Không? nên cuộc đời đi đến thế gian này, có rồi mất, thành rồi không, vậy thôi tất cả những gì có hình tướng đều là hư hoại như xương cũng như tiết thấy không nó thấy xương thấy tiết thấy mây nhưng mà tự tan biến thôi con người hôm nay đang gặp ngày mai biết còn nữa hay không thì chúng ta cũng vậy duyên hợp thì gặp duyên hết thì xa trong cuộc đời là như vậy mà quý vị nhưng động lại trong tâm chúng ta những cái dư âm đặc biệt nhất đó là gì chúng ta khuyên nhau tu và sống với nhau rất là chân thật, nhiệt tình Thật sự mà nói thì những đức đến với hàng Phật tử Tuy là những đức không có qua lợi với người ta thăng Nhưng mà những đức rất là thương hàng Phật tử ừ. Mình nghĩ ngợi mình giúp đỡ cho họ Để cho họ tu Thêm một cái nữa là Đi về chùa mình mong làm sao Mà mình hướng dẫn người ta cho người ta được lợi ích Nên rất là nhiều Phái nữ đi đến chùa mình người ta nghe mình nói chuyện người ta cởi mở được tâm tư thật sự mà nói có rất nhiều người người ta rất là quý trọng mình nhưng mà mình cũng thường nói một cái câu rằng duyên hợp thì đến mà duyên hết thì sai vậy à? cuộc đời là như vậy đó chúng ta là người nghe đạo nên hiểu nguyên lý này như những đức ngày xưa trên đà lạt năm năm cũng bao nhiêu người quý những đức đùng cái những đức đi mất tiêu trong cái cuộc đời là như vậy quý vị à? nên chúng ta động lại cái dư âm đó là gì chúng ta khuyên nhau tu khuyên nhau niệm phật việc này là quan trọng nhất chúng ta nói đây là nói về cái vô thường trong cuộc đời đừng bao giờ đặt một cái lý do gì nó là vĩnh cụ chúng ta rất dễ bị hụt hẳn thí dụ như mình quý một người nào đó nhưng tự nhiên người đó không còn nữa mình sẽ bị hụt hẳn vô cùng mình giống như mình bị mất mát một cái gì lớn lao vậy lắm. Nhưng mà sống trong cuộc đời này mình nghe đạo Đừng nên bị cái tình trạng đó Đừng bao giờ hụt hẳn cái gì chứ Tại đến thế gian ai cũng là người Có mặt ở cuộc đời này rồi cuối cùng cũng phải ra đi thôi Ai mà không ra đi Sớm muộn thôi quý vị Và duyên trong cuộc đời này duyên sâu duyên cạn thôi Nhưng Đức đi đến đây Hơn 8 năm nay Ở Bà Địa Vũng Tàu ở đây thì mình cũng nhiệt tình đem Phật pháp giới thiệu. Hôm nay cái lượng người mà cùng học tập chung rồi ngày chủ nhật, cổng tú ngày lễ thì khắp nơi đó hình như là nhân duyên kết với chúng sanh bốn phương khắp nơi đó các tỉnh thành, tỉnh thành nào cũng về chùa mình thấy cuộc đời sống như vậy cũng cảm thấy mãn nguyện lắm ừ, ý nghĩa lắm những Đức từng nói với các anh em trong chùa Một ngày mình sống trong chùa Những Đức nói một ngày Những Đức sống trong chùa Còn có lợi ích hơn là 29 năm Những Đức sống ngoài đời ngày xưa 29 tuổi đi tu Thì từ khi còn nhỏ tới 29 tuổi Là 29 năm Một ngày Những Đức sống trong chùa Còn có kết quả hơn là 29 năm ở ngoài đời Nên Những Đức đúc kết là một câu Nếu như cuộc đời chúng ta mà không gặp được phật pháp thì cuộc đời chúng ta sống những ngày tháng vô nghĩa bây giờ chúng ta không chịu lo tu cho tốt chúng ta bị người thăng lôi kéo bị con cháu lôi kéo bị người thăng làm mình phiền não bị con cháu làm mình phiền não tại mình đó chứ không phải tại người ta đâu tại mình tu hành dở quá tại mình không nhận thức sâu sắc về cái vô thường hợp tan tan hợp là lẽ thường tình như bèo hợp bèo tan như quý vị à Đúng không? Nên trân quý những ngày tháng Mà chúng ta còn ở bên nhau Còn gặp nhau Nên nhiều hàng Phật tử Đi về chùa là họ biết rằng là những đức là ở chùa Về Chủ Nhật là biết những đức là ở chùa Ngày Chủ Nhật Về ngày lễ là biết chắc chắn là những đức là ở ngày lễ Nên hàng Phật tử người ta rất ý, tin tưởng cái việc Đi về chùa là tu cùng với mình và mình hướng dẫn Những đức không bao giờ đi đâu cả Hình như không có cảm giác đi đâu Chỉ muốn đi về cực lạc thôi Bồi dưỡng cái tâm thức sáng suốt nhẹ nhàng Để khi gặp Phật tử mình Gieo cho người ta những cái hạt giống Sáng suốt nhẹ nhàng Chứ nếu như mỗi ngày mà nặng nề chắc đem cái nặng nề đưa cho quý vị không Nên ở khắp nơi nơi chúng ta cùng học tập như vậy Quý vị cố gắng Niệm Phật Cái quý nhất là chúng ta ngày nào cũng với nhau niệm Phật Bây giờ có ai mà ngày nào cũng nói gì đó quý vị nhắc về vô thường nhắc về niệm phật giảng sanh ấn tổ ngài nói rằng mỗi ngày nhìn cái chữ chết nhìn cái chữ chết nhận thức chết rồi hơn thua với ai giành giật với ai có một đoạn đại lão hòa tịnh không giảng thuyết nói trong cái liêu thức thắt của ấn tổ đúng một pho tượng di đà sau lưng họ tượng Di Đà là ngày viết một cái chữ chết ngày giác ngày nào niệm Phật lễ Phật cũng nhìn thấy chữ chết gần chết rồi hơn thu dành giật ai? hiền đi chân thật nhiệt tình đi hơn thu dành giật những thứ trong cuộc đời này rồi một hơi thở thở ra không hít vào cái gì là của bạn bình tĩnh suy nghĩ đi quý vị như vậy mà chúng ta có khi Vì công việc kiếm tiền mà bỏ tu á Bỏ tu đó quý vị Tu là cái mình cầm theo Tạo phước duyên là cái mình cầm theo Của cải vật chất Dù có nhiều cỡ nào Thì một hơi thở thở ra Không hít vào làm sao mình cầm theo được quý vị Không cầm theo được gì cả Nên từ nơi đó mỗi một con người chúng ta Nên chăn quý Nghe Pháp Niệm Phật Việc này là việc quan trọng nhất trong cuộc đời mình luôn. Không có việc nào quan trọng bằng việc này hết. Người thân bây giờ mình gặp nhau, những đức quý vị gặp nhau trong cuộc đời này. Chúng ta chỉ là quý nhất là đem một pháp giới thiệu thôi. Hướng nhau tu nhân tích đức, chỉ nhau những việc lợi ích để làm phước báo nhân duyên. Vậy là quý nhất. Không có giúp nhau tạo nghiệp nhưng người thân của mình có khi giúp cho mình tạo nghiệp rất là nhiều Bây giờ, bình tĩnh suy nghĩ đi Nên chúng ta gặp Phật Pháp là quý vô cùng Phật Pháp có thể giải cứu cuộc đời cho chính mình Nên những công đoạn này ấn tổ ngày gầy Những người con cháu không biết đạo Ngài nói đời có những kẻ ngu không hiểu Lúc cha mẹ quyến thuộc Lâm chung bèn khóc lóc vặt vả tắm rửa thay áo Những việc làm này không nên Chỉ mong đẹp mắt người đời chẳng nề di hại cho người chết đó cả bây giờ người xuất gia cũng vậy học trò không hiểu đạo cũng làm vậy luôn cả người xuất gia chết đi cũng có được niệm phật đặc biệt gì đâu quý vị có mấy người được đâu rồi cũng kèn chống có luôn nữa thì coi á rồi đàn những bài buồn như là thương nhớ Thấy tục cái gì coi không có nhận thức được nên chỉ có chư tổ sư có những người tu đạo chân chính người ta hướng mình giải thoát lâm chung chợ niệm ví như kẻ yếu đuối chèo núi sức mình chẳng đủ mai nhờ có sức người đằng trước kéo đằng sau đẩy tả hữu xốc nách nên có thể lên được đỉnh núi cao nhất quá hay bởi vì cái việc hộ niệm lâm chung cực kỳ quan trọng hỗ trợ rất là lớn nhưng cũng không phải hoàn toàn chúng ta nương vào chỗ chợ niệm Chợ là hỗ trợ Còn chúng ta là người thật chắc Bản thân mình phải gây dựng tính nguyện niệm Phật Mình gây dựng tính nguyện niệm Phật Thì cảm với bộ nguyện người ta hộ niệm cho mình để giúp mình nhẹ cái thôi Mình bay Còn bây giờ mình không chịu gây dựng mà chờ hộ niệm Hoàn toàn đặt niềm tin vào hộ niệm Người ta hộ niệm nhưng mình không niệm Làm sao cảm ứng Nên mình phải có sức Thí dụ như mình đi mà mình hơi mệt Người ta dìu mình mình vẫn đi được thì mình thành công còn bây giờ mình nằm lết tại chỗ mình không đi gì nổi hết luôn thì dù người ta có có dẫn mình có không được thì hộ niệm như vậy cũng thiệu thua tu được chút phước duyên nhưng thành tựu con đường giảng sanh thì khó lắm phải suy nghĩ cho thật là kỹ để bản thân mỗi một con người chúng ta hiểu được cái việc lợi ích hộ niệm là chính bản thân của mình lúc còn sống phải lo tu lúc còn khỏe phải lo tu và được hộ niệm là giúp đỡ nên cái công đức mà người đi hộ niệm lớn dữ như lắm Nhưng mình muốn đi hộ niệm Đặc biệt thì mình phải dụng công tu Thí dụ như bây giờ quý vị muốn làm tam thầy hệ niệm Quý vị muốn cúng kiến cho chư hương linh Đặc biệt quý vị phải dụng công tu Tâm quý vị phải siêu thoát Quý muốn cầu an cho người ta thì tâm mình phải an Tâm mình an mới cầu an Giống như mình có tiền mới chia tiền cho người ta Hiểu không Còn bây giờ mình muốn cầu siêu thì mình phải buông xả Tâm mình phải giải thoát Thì cái việc mình cầu siêu cho người ta là được lợi ích rất là lớn Còn tâm mình loạn tưởng mình lên mình đọc văn tự có hay nó cũng không giải quyết được vấn đề có miệng mà không có tâm bây giờ chúng ta chỉ cần chân thật lo dụng công tâm an chí mở nhìn thấu buông xuống cầu giải thoát Vậy thì vì thì quý vị đi cầu an cầu siêu cho ta là có kết quả rất là lớn nên người thân con cháu phải biết cách để giúp đỡ ông bà cha mẹ và mỗi người tu mình phải nhận thức được cái việc hộ niệm cực kỳ quan trọng chỉ có một câu vật hiệu tại vì lúc mình còn sống mình rèn luyện ngay có vật hiệu nghe pháp gây dựng tín nguyện kiên cố thì khi cận tử nghiệp chỉ cần một câu vật hiệu để niệm cho mình là được rồi Còn có nhắc đi chăng nữa cũng nhắc cố gắng niệm Phật Phật ấy đà xuống mới đi theo nha Còn tất cả cảnh giới trước mặt mặc kệ đừng quan tâm Cứ niệm Phật Phật ấy đà đến đi theo Nhắc nhiều thôi Cứ nhắc người ta niệm Phật đi Nhắc người ta niệm Phật Rồi mình hộ niệm cho người ta Lâm chung chết Niệm rõ ràng Lâm chung chánh niệm rõ ràng Bị ma quyến thuộc ái tình lai động phá hoại giống như dũng sĩ chèo núi tự lực sung túc nhưng bạn bè người quen ai nấy đem vật dụng của mình bảo phải gồng gánh quá nhiều sức kiệt thăng nhọc giỏi nhìn vách núi liền lùi bước sự trở ngại nguy hiểm vô cùng biện ma quyến thuộc là người thăng khóc lóc kêu gào ái nhiệm phá hoại không? phá hoại chánh niệm của người niệm phật nên mình giúp cho người thân mình là mình niệm phật kìa nên trong chùa mình đều động viên niệm phật đi cụ ở chùa lo hết rồi nhà đức lo hết rồi có cụ không cần bận tâm hoàn toàn yên tâm lo niệm phật thôi nên a an, an nhiên ra đi thấy chưa rõ ràng còn nếu mình không nghe đạo mình không hiểu mình hại ông bà cha mẹ mình không à Nên ăn tổ ngày chết Đây là những người ngu dại Không hiểu Mà bây giờ xã hội là phần nhiều Đều là hại Không có lợi ích gì Nên tất cả những người già khắp nên đó, Những người nghe đạo còn trẻ chân thật phát tâm đi tu để chi Để gây dựng từ bây giờ Tạo phước duyên thù thắng Rồi người già từ bây giờ lo tu Để khi một hơi thở thở ra Không hít vào mình về cực lạc Mình già như ngọn đèn treo trước gió mình còn dính con cháu cái gì Bây giờ mình dính con dính cháu của mình Mai mốt mình chết đi con cháu mình cũng phải sống à Nó cũng phải tự lo cho nó à Còn bây giờ mình á, lo mình tu Mình để cho nó tự gầy dựng năng lực sống Sau này mình mắc đi thì nó vẫn sống bình thường Còn bây giờ mình già mình chết trước nó Bây giờ mình đeo đẳng theo nó Mình mắc phần giãn sanh Mà cuối cùng con cháu mình cũng phải tự lo Nên mình phải dùng trí tuệ để thương người thân kìa Chứ nếu không á, mình mù quáng mà thương thì thua quý vị à. nó nên trong nhà phật có nói là nếu dùng ái tình dụng sự lo cho người thân đều toàn bộ là hại phải dùng trí tuệ để hành sự thì việc gì cũng là tốt đẹp và đúng đắn nên nhìn thấu để chúng ta lo niệm phật cho tốt chúc quý phật tử khắp nơi nơi luôn luôn được an lạc và những ngày chủ nhật những ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 rủ người chúng ta đến tu à, chúng ta cùng cộng lực đi tu để cầu nguyện cho tất cả những người chết được siêu thoát từ người thân mình cho tới chiến sĩ trận vong và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid hay tất cả hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai chúng ta cộng lực để cùng tu mấy ngày để hồi hướng cầu siêu đó là cái tâm giúp cho chúng sanh khổ đau được siêu thoát thì nhân sinh kiếp nạn quá dài chúc quý vị an lạc ai di đà phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để từ và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ